Điểm đến đầu tiên khi du khách muốn tìm hiểu về người anh hùng Đề Thám là khu di tích lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám. Khu di tích lưu niệm Hoàng Hoa Thám ở Làng Chũng bao gồm đền thờ Hoàng Hoa Thám, di tích thời niên thiếu từ năm ông 5 tuổi đến 17 tuổi, khu mộ của thân tộc Hoàng Hoa Thám, đình Chũng, chùa Làng Chũng. Trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế, người dân rất tự hào, chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng nên Hoàng Hoa Thám, một võ tướng tài năng, vị thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Thứ nhất là cũng tự hào cho bản thân, thứ hai là cũng tự hào cho địa phương, là những người cụ thể là những người xuất xứ ở Làng Chũng này ra đi từ thời niên thiếu, thế và đến những thời gian này được nhà nước quan tâm và đã nâng cấp xây dựng đền thờ cụ, và trong cái thời gian tới cũng là mong làm sao các cấp trên sẽ cố gắng lưu ý đến và nâng cấp hơn nữa. Một cái thứ nhất là cũng niềm tự hào địa phương, thứ hai tính chất là mang tính chất giáo dục cho thế hệ sau này. Điểm đến tiếp theo là khu di tích lịch sử văn hóa cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nằm trên địa bàn thị trấn Cầu Gồ, trung tâm huyện Yên Thế. Đây chính là khu căn cứ của cuộc khởi nghĩa năm xưa. Trên một ngọn đồi cao là đền thề, tại nơi đây nghĩa quân đã cắt máu ăn thề làm lễ xuất quân đánh Pháp. Trong đền có thờ tượng thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Phía sau đền thề là nhà trưng bày với các hình ảnh và hiện vật của cuộc khởi nghĩa như súng kíp, đạn, gươm, mã tấu, cùng các đồ dùng sinh hoạt như mâm đồng, bình lọ ấm, chén. Nằm đối diện và riêng biệt trên một khu đất cao là đồn Phồn Xương. Đồn có bức tường thành đắp bằng đất và hàng lỗ châu mai. Đồn được Hoàng Hoa Thám cho xây dựng năm 1892 để chấn giữ con đường độc đạo đi vào căn cứ nghĩa quân. Trước đồn là một hồ nước để bảo vệ mặt tiền đồn, tạo sự thoáng mát. Phía sau đồn nay còn di tích doanh trại, chiến lũy của nghĩa quân. Trải qua mưa nắng, những bức tường đất giờ đã vỡ lở, lún sụt, nhưng đã hơn một thế kỷ qua, những lỗ châu mai nhỏ xíu được khoét thủ công vẫn còn nguyên vẹn. Bức tường bằng đất và đá ong giờ đã lấm tấm phủ rêu xanh, bên cạnh những hàng cây bạch đàn cao vút. Gần đồn Phồn Xương có phố Bà Ba, bà vợ ba của Hoàng Hoa Thám là bà Đặng Thị Nho. Hiện nơi đây còn ngôi mộ của bà Hoàng Thị Thế, con gái út của Hoàng Hoa Thám. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế nổ ra năm 1884, năm thực dân Pháp đem quân xâm chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai. Từ đó, tên tuổi của các nghĩa binh Yên Thế được nhân dân và sử sách ghi nhận. Tôi đến thăm nhà bảo tàng, thấy tự hào cho người dân huyện Yên Thế. Nói chung là cả tất cả các du khách đã về đây để tham quan, tôi thấy rất tự hào. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm của khởi nghĩa Yên Thế, huyện Yên Thế đã xây dựng tượng đài Hoàng Hoa Thám để tưởng nhớ công lao của tướng quân và nghĩa binh đã chiến đấu oanh liệt cho nền độc lập của nước nhà. Lễ hội Yên Thế được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 3 dương lịch. Nội dung chính của lễ hội gồm phần lễ và phần hội với nhiều trò chơi dân gian. Hiện nay, khu di tích lịch sử văn hóa cuộc khởi nghĩa Yên Thế đang được các ngành chuyên môn lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.